Chào các em, cô đã quay trở lại rồi đây, đúng không nào? Và ở video trước thì cô cùng với các em đã trình bày cụ thể về một đề thi ngữ văn 9 và 10. Chúng ta đã giải quyết được phần thứ nhất rồi, đúng không nào? Và tiếp tục đến video ngày hôm nay thì cô sẽ cùng với các em giải quyết tiếp phần thứ hai của đề thi, của đề kiểm tra ngữ văn 9 và 10. Và trước tiên, vào phần thứ hai thì cô sẽ cùng với các em sẽ đi chữa phần bài tập về nhà ở video trước, đúng không nào? Cô đã giao một bài tập về nhà, đó chính là viết đoạn văn hoàn chỉnh, đúng không? Để trả lời cho câu hỏi thứ tư ở phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng quan sát lại đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ tư ở phần thứ nhất. Hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu, nêu cảm nhận của em về cơ sở hình thành tình đồng chí, đoạn văn sử dụng phép thế và một câu có khởi ngữ, gạch chân dưới câu có sử dụng phép thế và câu có thành phần khởi ngữ, đúng không nào? Và câu này chiếm số điểm là 3 điểm và số điểm lớn nhất là trong phần thứ nhất. Vì vậy chúng ta sẽ cần tập trung vào để viết cái đoạn văn hoàn thành câu hỏi thứ tư. Và trên đây thì cô đã đưa ra một cái đoạn văn mẫu để chúng ta có thể quan sát để các em có thể chữa và hoàn thiện cái bài văn, cái đoạn văn của mình một cách tốt nhất, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng quan sát ở trên đây xem đã đáp ứng đầy đủ về mặt nội dung và hình thức chưa. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát về hình thức. Về hình thức, đây là một đoạn văn, đúng không nào? Và đoạn văn của cô có mở đầu là viết hoa, cuối cùng là dấu chấm kết thúc một đoạn văn, đúng không nào? Và một đoạn văn diễn dịch thì câu mở đầu của đoạn văn là câu chủ đề luôn, đúng không nào? Cô đã in đậm cái câu chủ đề của đoạn văn diễn dịch, đúng không nào? Và phần cuối đoạn văn thì có kết đoạn cô lồng ghép cái phần đánh giá về nghệ thuật của đoạn văn, đúng không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem đã đáp ứng đầy đủ về nội dung chưa. Về nội dung đó chính là về cơ sở, phân tích về cơ sở hình thành tình đồng chí, đúng không nào? Trên đây thì cô đã phân tích rất là cụ thể về khổ thơ thứ nhất, nói về cơ sở hình thành của tình đồng chí rồi, đúng không nào? Để đã đáp ứng đầy đủ 1/3 của nội dung. Tiếp theo là trong phần nội dung thì có sử dụng phép thế và sử dụng câu có thành phần khởi ngữ, đúng không? Và trong đoạn văn của cô thì có sử dụng phép thế trong câu đó là những người lính thời kháng chiến chống Pháp, họ có cùng nguồn gốc xuất thân từ những người nông dân ở những vùng quê nghèo khó, lam lũ, từ họ ở đây đã thay thế cho những người lính, đúng không ạ? Để chúng ta có thể tránh tình trạng lặp lại từ ngữ. Tiếp đến là câu có thành phần khởi ngữ. Đó, trong đoạn văn của cô thì có câu thành phần khởi ngữ. Đối với các anh, bảo vệ đất nước cũng chính là bảo vệ quê hương của chính mình, đúng không nào? Và ở đoạn... Cô đã chỉ rõ cái thành phần khởi ngữ có trong câu, đó chính là đối với các anh, đúng không? Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi hoàn thiện trình bày phần thứ hai của đề thi. Chúng ta sẽ cùng quan sát đọc lại ngữ liệu ở phần thứ hai. Phần ngữ liệu này cũng rất là quen thuộc rồi, đúng không nào? Đó chính là trích trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Ngân ở trong chương trình ngữ văn 9, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đọc về phần ngữ liệu. Ông nằm vật lên giường, vắt tay lên trán, nghĩ ngợi vẩn vơ, ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm với anh em. Ô, sao mà độ ấy vui thế, ông thấy mình như trẻ ra, cũng hát hỏng, bông phèn, cũng đào, cũng cuốc, mê man suốt ngày. Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên, ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá. Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc là còn khớt lắm. Cha ơi, ông lão nhớ làng, ông nhớ cái làng quá. Đó, chúng ta đã quan sát đọc lại một lượt cái phần ngữ liệu. Đó, tiếp đến chúng ta sẽ quan sát về câu hỏi. Ở phần thứ hai này, cô có 3 câu hỏi. Đó, câu hỏi thứ nhất, chúng ta sẽ cùng giải quyết câu hỏi thứ nhất. Dòng cảm xúc suy nghĩ của nhân vật ông lão được thể hiện qua việc nhắc lại các từ, cụm từ nào trong đoạn trích? Trong dòng cảm xúc suy nghĩ ấy, có những kỷ niệm nào của ông với làng kháng chiến?
Câu này chiếm số điểm là 1 điểm. Đúng không nào? Và đối với câu thứ nhất này được chia ra làm hai ý nhỏ. Lần về ấy, chúng ta sẽ lần lượt đi giải quyết từng ý một. Đúng không? Chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Câu 1. Và ở video trước thì cô cũng đã nhắc các em rồi, chúng ta cần phải nhắc lại câu hỏi, đúng không? Rồi chúng ta mới trả lời. Đúng không nào? Dòng cảm xúc. Suy nghĩ. Của nhân vật ông lão. Được thể hiện qua việc nhắc lại các từ. Chúng ta hai chấm rồi bắt đầu trả lời câu hỏi, đúng không nào? Ở đây dòng cảm xúc suy nghĩ của nhân vật ông lão được thể hiện qua việc nhắc lại các từ, các cụm từ có trong đoạn trích, đúng không nào? Chúng ta cần phải đọc kỹ câu hỏi ở đây này. Được thể hiện qua việc nhắc lại các từ. Vì vậy chúng ta sẽ cùng quan sát đến đoạn văn, đúng không nào? Chúng ta sẽ quan sát xem là những cái từ ngữ nào được nhắc lại ở trong câu, đúng không? Ở đây thì cô nhận thấy này, ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm với anh em. Vì vậy trong câu văn này chúng ta thấy từ nghĩ được nhắc lại tới 2 lần, đúng không? Và thể hiện được cái cảm xúc của ông lão, đúng không? Vì vậy đây có các từ, chúng ta sẽ mở ngoặc kép để ghi các từ ngữ. Đầu tiên là từ nghĩ này. Vậy tiếp chúng ta sẽ cùng quan sát ở trên đây. Đối với câu văn, ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, quân đá, đúng không? Và ở trong câu văn này thì tiếp tục chúng ta thấy từ muốn lại được lặp lại 2 lần, đúng không nào? Mở ngoặc kép. Từ muốn. Và cùng ở trong câu văn cuối chúng ta sẽ cùng quan sát lên đây. Ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá, đúng không? Ở trong câu cuối này thì chúng ta thấy là chữ nhớ được lặp lại 2 lần, đúng không nào? Chữ nhớ. Chúng ta đã giải quyết được xong ý thứ nhất. Thứ nhất của câu 1, đúng không nào? Tiếp đến ý thứ 2 ở câu 1. Đối với ý thứ 2 ở trong câu 1 này, trong dòng cảm xúc suy nghĩ ấy có những kỷ niệm nào của ông với làng kháng chiến, đúng không? Và để trình bày giải quyết cái ý thứ 2 ở trong câu 1 thì chúng ta có thể xuống dòng và viết luôn. Trong dòng cảm xúc suy nghĩ ấy có những kỷ niệm của ông lão với làng kháng chiến. Chúng ta có thể 2 chấm để trả lời. Và ở video trước thì cô đã nhắc tới các em rằng là khi chúng ta trả lời tới hết câu 1 thì chúng ta có thể cách một dòng rồi đến câu 2 để trình bày, tạo cho cái bài viết của mình.
nó trở lên khoa học hơn, đúng không? Nhưng mà đối với trả lời các ý trong một câu thì chúng ta có thể xuống dòng luôn mà không cần cách, đúng không? Để thể hiện cái sự gắn kết giữa các ý ở trong câu 1, đúng không nào? Vậy để giải quyết câu này thì chúng ta sẽ cùng quan sát lại đoạn văn. Xem ông lão được gắn với những cái kỷ niệm nào đối với làng kháng chiến, đúng không nào? Chúng ta quan sát ở đây, đối với những cái câu văn ở trên đầu này thì chúng ta thấy là ông lão gắn kỷ niệm với dân làng, đúng không? Và tiếp theo là ông lão gắn kỷ niệm với những cái hoạt động, đúng không? Cùng đào đường, đắp ụ, xẻ hào và quân đá. Và cuối cùng là gắn kỷ niệm đối với những cái địa danh có ở trong làng. Đó chính là cái gác, cái chòi gác, đúng không nào? Và tiếp theo là đường hầm bí mật, đúng không? Vì vậy, có 3 kỷ niệm gắn liền với ông lão đối với làng kháng chiến. Chúng ta sẽ cùng đi trả lời. Bởi vì chỗ này hết bảng rồi cô nên cô sẽ viết xuống dưới này. Đầu tiên đó chính là kỷ niệm. Gắn liền với những người dân đúng không nào? Tiếp theo là kỷ niệm gắn với những hoạt động tập thể chúng ta có thể hai chấm liệt kê một cái số hoạt động tập thể như là xẻ hào quân đá đúng không? Tiếp theo là kỷ niệm gắn với những địa danh chúng ta có thể liệt kê hai địa danh ở đây đó chính là cái chòi gác và đường hầm bí mật. Đúng không? Quan sát ở trên đây chúng ta đã giải quyết xong câu 1. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua với câu thứ 2. Xét về mục đích nói, câu văn không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa thuộc kiểu câu gì? Vì sao nỗi trăn trở của ông lão trong câu văn đó lại là một biểu hiện của tình cảm công dân? Đúng không nào? Và trong câu 2 này cũng chiếm số điểm là 1 điểm đối với cũng giống như câu hỏi thứ nhất ở phần 2 đều có hai ý, đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ lần lượt đi trả lời từng ý một, đúng không? Đối với ý thứ nhất, xét về mục đích nói, câu văn không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa thuộc kiểu câu gì? Ở đây chúng ta sẽ nhắc lại một chút kiến thức, đúng không? Chúng ta có 4 kiểu câu, đúng không? Câu thứ nhất là câu nghi vấn. Câu thứ hai là câu cảm thán. Câu thứ ba là câu trần thuật. Câu thứ tư là câu cầu khiến. Vậy, quan sát ở câu văn, không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Thuộc kiểu câu nào? Đúng không? Vậy,
có 4 kiểu câu: câu nghi vấn, câu cảm thán, câu trần thuật và câu cầu khiến. Thì chúng ta nhận thấy rằng câu văn này thuộc kiểu câu nghi vấn, đúng không nào? Bởi vì hình thức, chúng ta sẽ quan sát tới hình thức. Hình thức là có dấu chấm hỏi ở cuối câu, đúng không? Dấu hỏi chấm ở cuối câu này. Tiếp theo là về từ ngữ, đúng không? Từ ngữ thì có từ không biết, và cuối câu có từ chưa, đúng không? Mục đích là để hỏi, đúng không nào? Như vậy là câu văn trên thuộc kiểu câu nghi vấn. Xét về mục đích nói, câu văn 2 chấm mở ngoặc kép không biết cái chòi gác ở đầu làng đã xong chưa, đã dựng xong chưa. Thuộc kiểu câu nghi vấn. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong được ý thứ nhất của câu hỏi thứ hai, đúng không? Mỗi ý sẽ là 0,5 điểm. Tiếp theo đến ý thứ hai, vì sao nỗi trăn trở của ông lão trong câu văn đó lại là một biểu hiện của tình công dân? Được. Chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi, đi trả lời ý thứ hai của câu thứ hai. Nỗi trăn trở của ông lão trong câu văn lại là một biểu hiện của tình cảm công dân. Bởi vì nó không chỉ thể hiện cái tình cảm yêu làng mà mở rộng ra là tình yêu đất nước. Yêu kháng chiến. Và cách mạng. Chúng ta biết rằng là cái chòi ở đây không những là một biểu tượng của làng quê mà nó còn là một biểu tượng của một làng kháng chiến, đúng không nào? Biểu thị cho cái sự quyết tâm của mọi người nỗ lực để giành lại chiến thắng, đúng không? Vậy chúng ta đã giải quyết xong được ý, được câu 2, đúng không? Hoàn thiện xong hai ý của câu thứ hai và tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu thứ ba. Tiếp tục là câu thứ ba. Từ tình cảm của ông hai trong đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi
trình bày suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong công cuộc chống đại dịch COVID-19. Vậy câu số 3 này là câu chiếm 2 điểm và cũng là câu chiếm số điểm nhiều nhất trong phần thứ hai, đúng không nào? Và đây là một bài văn, một đoạn văn nghị luận, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đi phân tích đề. Yêu cầu của đề bài: từ tình cảm của ông hai trong đoạn trích trên, viết một đoạn văn. Viết đoạn văn. Yêu cầu là 2/3 trang giấy. Đây được gọi là giới hạn của đoạn văn, đúng không nào? Tiếp theo, trình bày suy nghĩ về tinh thần yêu nước. Trình bày suy nghĩ về tinh thần yêu nước. Và ý thứ ba, đó chính là công cuộc chống đại dịch COVID. Chống đại dịch COVID. Đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích đề. Viết đoạn văn 2/3. Đây là yêu cầu về hình thức, đúng không nào? Về hình thức của đoạn văn. Độ dài là 2/3 trang thế thi, tương đương với khoảng là 200 chữ, đúng không? Trình bày suy nghĩ về tinh thần yêu nước và công cuộc chống đại dịch COVID-19. Đây là thuộc về phần nội dung, đúng không nào? Hình thức phải kết hợp với nội dung để tạo lên một cái đoạn văn chặt chẽ, đúng không nào? Và công cuộc chống đại dịch COVID, đúng không? Chúng ta lưu ý rằng là trong giai đoạn hiện nay thì vấn đề đại dịch COVID vẫn là một cái vấn đề nan giải và chưa có cái biện pháp mà giải quyết, đúng không nào? Đây cũng là một cái vấn đề nóng bỏng trong đời sống thường xuyên được đề cập, đúng không nào? Ở trong các trang mạng, trên các trang, đặc biệt là đối với thời sự nói rất nhiều về đại dịch chống COVID, đúng không? Vì vậy mà các em lưu ý rằng là trong đề thi chúng ta sẽ cần phải linh hoạt, lấy các dẫn chứng tiêu biểu nhất để có thể viết vào bài, đúng không nào? Và cái đại dịch chống COVID này thì các em có thể lên mạng để tìm những cái dẫn chứng. Có rất nhiều cái dẫn chứng về về việc là chống cái đại dịch COVID-19. Chúng ta có thể lên mạng để có thể tham khảo hơn, lấy những cái dẫn chứng tiêu biểu hơn để cho cái bài viết của mình nó trở lên sâu sắc hơn, đúng không nào? Và tiếp theo ở trên đây thì cô đã dẫn ra một dàn bài, đúng không? Một đoạn văn yêu cầu vẫn phải có mở đoạn. Mở đoạn là nêu cái vấn đề đó, đúng không? Tiếp theo là đến phần thân đoạn. Phần thân đoạn thì chúng ta phải đảm bảo được các thao tác. Không những đảm bảo được các thao tác mà chúng ta cần phải linh hoạt, chú trọng vào những cái thao tác cốt yếu, đúng không? Để viết một cái bài nghị luận xã hội. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần giải thích về lòng yêu nước, đúng không nào? Và sau đó là biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước, đúng không? Và biểu hiện cụ thể đặc biệt ở đây là phải trong công cuộc chống đại dịch COVID. Chúng ta có thể lấy ra được những biểu hiện rất là cụ thể qua những cái việc làm của những người bác sĩ này, ngày đêm chăm sóc những cái bệnh nhân này, hoặc là quyên góp từ thiện này, đúng không nào? Giúp đỡ những người dân nghèo, đúng không? Chia sẻ những cái cây ATM gạo đấy, đúng không? Tiếp theo là chúng ta chú trọng nhất, quan tâm nhất vào phần 3, đó chính là bình luận, đúng không? Bình luận để nêu ra cái ý kiến của mình, đúng không? Nêu ra ý kiến của mình để mọi người có thể
đồng tình với cái quan điểm, đồng tình với cái ý kiến của mình, để từ đó mọi người có thể thực hiện theo, đúng không nào? Chúng ta cần phải khẳng định, đúng không? Khẳng định cái lòng yêu nước này, đó là một truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay, đúng không? Nó phát huy từ từ ngày xưa, từ những cái cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, chúng ta đã chiến thắng cả thực dân Pháp, cả đế quốc Mỹ rồi, đúng không nào? Và tiếp tục đến ngày nay là thời hòa bình rồi, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục chống những cái chống thiên tai, hoặc là chống những cái đại dịch COVID, là về những cái bệnh tật mà chúng ta không mong muốn ở trong đời sống, nhưng mà chúng ta vẫn phải chiến đấu với nó, đúng không nào? Tiếp theo là chúng ta phải phê phán những con người có hành động làm sai trái, chống lại đất nước, đúng không? Và chúng ta có thể mở rộng vấn đề ra, đúng không? Mở rộng vấn đề đầu tiên là đối với bản thân mình. Tiếp theo là đối với cộng đồng. Chúng ta có thể đưa ra những khẩu hiệu hoặc là tuyên truyền đối với cộng đồng, đúng không? Và đối với chính phủ thì cần có cái biện pháp chặt chẽ hơn nữa trong cái công cuộc chống đại dịch COVID, đúng không nào? Và hô hô khẩu hiệu khuyến khích và kêu gọi mọi người có thể thực hiện cái công cuộc chống đại dịch COVID, đúng không? Và cuối cùng là phần kết bài, nêu cái cảm nghĩ của mình. Đó. Chúng ta phải hoàn thiện đầy đủ kết cấu của một đoạn văn, có cả mở bài, có cả thân bài và có cả kết bài, thì đoạn văn của chúng ta mới trở nên chặt chẽ và logic hơn, đúng không nào? Và trên đây thì cô đã dẫn ra một cái dàn bài cũng khá là chi tiết rồi. Các em có thể viết những cái đoạn văn ra vở của mình và có thể chụp lên, đăng lên cái trang YouTube để cô có thể đọc và có thể chỉnh sửa trực tiếp cho các em ở trên đó, đúng không nào? Qua hai video vừa rồi, cô đã cùng với các em đi trình bày một cái đề thi rất là cụ thể, gồm có hai phần, phần 1 và phần thứ hai, đúng không nào? Cô đã chia sẻ cho các em về những cái kinh nghiệm cũng như cách trình bày một cái đề thi sao cho nó khoa học và sao cho nó trở nên đẹp hơn, đúng không nào? Và chúc các em có một cái kỳ thi thật là tốt và ôn tập thật là tốt để chuẩn bị về những cái kiến thức, những cái kỹ năng để chuẩn bị cho một cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Video đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em.